Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác anh chị em, nhân dịp bữa nay là ngày rằm tháng 11 năm 2023, cũng bữa nay là ngày giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều có về xã Phú Hưng, tất nhiên là ban chi sự chùa Khai Sanh, để rồi thuyết giảng. Cũng nhân viên đó rồi cô về gia đình của cô Bảy miền Tây cho biết nhà đã ăn một bữa tiệc sum họp nha. Mà trước khi ăn bữa tiệc sum họp thì cũng có trao đổi Phật pháp, thì cũng xin hỏi cô Kiều là giáo lý viên của ban chi sự trung ương, nhờ cô giải dùm đề tài bát nhẫn để cho đồng đạo nghe chung. Xin kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Kính thưa chú ý đồng đạo chúng ta, thì hôm nay Phương Kiều có hội đủ nhân duyên với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Hưng, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Là lần này là được trở về chùa Cây Xanh cũng nhiều năm rồi mới được trở về, thì hôm nay cũng nhân dịp mà trở về Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Xuân để gặp gỡ cho bà con đồng đạo chúng ta qua một chuyên đề, đó là tìm hiểu bốn câu kim ngôn trong đoạn cuối trong Kiến Thiện Nguyễn Năm, là vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để sạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Thì đã trao đổi xong với bà con ở ban xã Phú Xuân xong, thì giờ này tinh thần đạo đức lại được trở về với nhà của cô Bảy miền Tây tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì vừa qua đồng đạo mới hỏi Phương Kiều về bài Pháp Bát Nhẫn mà Đức Tôn Sư chúng ta đã sáng tác tại Thánh Địa Hòa Hảo năm 1939. Chẳng dạng chỉ có 8 câu thôi. Đó là nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giấy kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quý vĩnh nhân niên. Như vậy thì bài Pháp Bát Nhẫn này, mỹ ý Đức Thầy muốn dạy hết thảy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta những gì qua bài Pháp Bát Nhẫn của Ngài và người tín đồ trong quá trình tu hành để được đạt đạo, tắt thành sở nguyện của mình, thì chúng ta hành Pháp Bát Nhẫn của Đức Thầy như thế nào mới đúng và mang lại lợi ích gì trong cái cuộc đời tu của mình. Còn nếu chúng ta hành sai thì sẽ như dương lấy những tai hại chi. Thì đây là nội dung chi tiết của vấn đề mà tôi sẽ trao đổi với quý đồng đạo chúng ta trong cái tinh thần đạo đức qua cái cuộc đàm thoại đạo Pháp tại nhà của Bảy miền Tây, tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang hôm nay. Thưa quý vị, thì bài Pháp Bát Nhẫn này Đức Tôn Sư chúng ta viết là năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, vỏn vẹn có 8 câu. Nhưng mà đây là một bài Pháp đặc thù, vô cùng sâu nhiệm, mà trong hết thảy giáo lý của nhà Phật đều có chỉ dạy. Đây là một trong 6 Pháp tu lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát thường hành. Một trong 6 Pháp tu lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát thường hành. Bất cứ chúng ta tu pháp nào đi chăng nữa mà không thực hành hạnh nhẫn nhục thì chúng ta không đắc đạo. Tại sao? Bởi vì đó, một khi mà cái tánh nóng của chúng ta khởi lên đó, chúng ta không hành pháp nhẫn thì cái tâm của chúng ta không dằn được cơn nóng giận. Thì một khi mà nhất niệm sân tinh di quả năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, một đốm lửa sân hận nổi lên thì thiêu trụi cả muôn đường công đức. Có đôi khi chúng ta tu mấy mươi năm nhưng trong một cơn nóng giận thì chúng ta đó khẩu sức cùng ngôn, nóng giận thì bắt đầu miệng chúng ta nói ác. Mà cái tâm sân hận đó là gì? Nóng giận rồi bắt đầu đó nó mới khởi lên cái gì? Ác khẩu ha. Bắt đầu là sắc sanh. Giận nóng thì nó sanh ra rất rất nhiều cái tai hại. Bởi vì chúng ta biết đó, cái tánh sân hận của con người chúng ta đó không phải mới kiếp này mới có đâu. Nó đã có từ vô thủy kiếp rồi. Tham sân si mà sân là một trong tam độc chướng rất là khó trừ. Tánh nóng rất là khó trừ. Ai muốn trừ được nó thì phải hành
đúng cái pháp bát nhã của thầy thì mới có thể trừ được. Chứ bằng không chúng ta tu đời đời kiếp kiếp cũng không đắc đạo được. Không thể đắc đạo, bởi vì mỗi lần chúng ta nóng lên thì nó đốt hết công đức. Mà đốt công đức như thế thì chúng ta tu bao giờ hoàn mãn? Không hoàn mãn. Cho nên á, cái tánh sân hận của mình á là gì? Chào hết quý vị nha, chào hết quý khách. Dạ chú. Dạ. Dạ chào đồng đạo mới tới. Thôi mời đồng đạo ngồi. Cái tánh nóng giận á, ngồi đi chị. Thì Đức thầy cho biết á, ác thứ 9 hận sân luận tiếp. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng. Nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang dõng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng. Gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từ mảnh mới là thỏa dạ. Như vậy thì cái tánh nóng giận này đó, nó xuất phát từ đâu? Định nghĩa về cái tánh nóng giận đó, hay còn gọi là sân hận đó. Sân hận hay còn gọi là sân nhế. Sân hận, tánh nóng giận, hờn ghét của con người, của chúng ta đó, nó xuất phát từ tâm ý phẫn uất, rồi nó bộc lộ ra lời nói cọc cằn hay những hành động hung tợn. Bắt đầu từ trong tâm chúng ta nóng, nó mới xuất phát ra cái lời nói cọc cằn nè. Nó thể hiện cái hành động hung tợn. Mà trong Quy Sơn cảnh sách có giải một đoạn, giận lộ ra tướng gọi là sân, mà giận ngầm trong bụng gọi là phẫn. Giận người gọi là sân, giận mình gọi là nhế. Có nhiều người giận mình tự giận chết luôn. Có nha. Thí dụ bằng ăn thất bại, bị ai đó gạt lượng, bắt đầu giận mình cái tự giận chết rồi. Có phải tự mình giết mình không? Mà một khi mà sát hại cái thân này rồi đó, đọa địa ngục, đọa vào thân quỷ đói. Tại vì cái thân này là do cha mẹ sanh ra, mình đâu có quyền giết nó. Mà giận mình gọi là nhế. Nhế là gì? Là độc khỏe nhế. Bởi tánh nóng giận này là một trong tam độc chướng mà. Rất là độc hại. Vì cái tánh nóng giận này nó được xuất phát từ cái tâm ý phẫn uất của con người, rồi nó bộc lộ ra những lời nói cọc cằn hay những hành động hung tợn. Mà trong Quy Sơn cảnh sách giải một đoạn, giận lộ ra tướng gọi là sân. Có nhiều người lộ ra tướng là cũng bằng là sân vô lắm nặng. Rồi giận ngầm trong bụng, có người giận ngầm trong bụng để trả thù. Để trong đó, để có ngày là có cơ hội ta sẽ ta trả thù. Và giận người gọi là sân, mà giận mình gọi là nhế. Sân là một trong tam chướng, một trong ngũ độn sử, và là ác thứ 9 trong thập ác. Đối với nhà tu chúng ta, sân là một món tai hại rất lớn. Bởi vậy đó, Kinh Phật cho biết là nhất niệm sân tinh chi quả, mà năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Một đốm lửa sân hận nổi lên thì thiêu trụi cả muôn rừng công đức. Rồi chúng ta thấy nè, cái tánh sân hận của chúng ta nó đưa chúng ta vào cảnh giới địa ngục. Thiên đường địa ngục đều do tâm tạo, thành tiên hay Phật cũng do tâm. Bà Thanh Đề xưa là bà nóng giận. Bà nóng giận là gì? Là các vị tăng không đón tiếp bà một cách trọng hậu. Bà mới hiểu lầm rằng là các vị tăng này là bà lột gạo sáng đêm bà cào. Bà cào từ hột gạo gì nè, bỏ vào một cái bình, cái bát thủy tinh nhỏ thế này, để đến tụ lạc chúng tăng để cúng dường. Mà sáng hôm đó thì một cái vị hòa thượng đã tu đắc đạo rồi ở trong cái chùa đó, mới nói rằng là hôm nay thầy có việc đi xa, sẽ có một vị thí chủ đến dâng lên một cái lễ đại cúng dường, các con hãy là tiếp đón cho trọng hậu. Thì các vị là đệ tử của vị hòa thượng đó đâu có biết được là đại cúng dường nghĩa là sao, hiểu lầm. Cho nên tưởng đại là lớn, cái quà nào bự to là đại. Cho nên sáng hễ sáng hôm sau lại, ai mà đem cái món quà lớn thì tiếp đón trọng hậu, còn ai món quà nhỏ thì tự đem vô. Nhưng mà đại cúng dường là gì? Là cái công phu của bà Thanh Đề. À, có nghĩa là cái tâm của bà đó, bà cạo từ hột gạo đó đến đó là bà cúng dường cho chư tăng. À, cho Tam Bảo. Vậy thì đó là đại cúng dường. Tại vì cái công của bà lớn, chứ không phải cái vật lớn là đại cúng dường. Cho nên các vị tăng mới tiếp đón là cái món quà nào lớn không, mà còn như là thấy bà quỳ từ sáng tới trưa bà nó không ai tiếp đón. Tại vì cái bình là cái chung gạo bằng thủy tinh nhỏ xíu như thế này, em đem vô cái được rồi. Nhưng mà bà đó, cái công phu bà sáng đêm bà thức cạo từ hột gạo đó, bà nghĩ rằng các vị tăng phải trân trọng cái tấm lòng đó, phải đón tiếp bà vợ mới được. Nhưng mà tới trưa lại, tới trưa nắng bà quỳ từ sáng tới trưa nắng thì không thấy ai tiếp đón. Bà giận, bà đứng lên, bà sân ha. Chà, gạo bà đạp, bà thể hiện sự sân hận. Về bà phá giới thôi tu, bà là cái người tín đồ là có tu, có giữ giới à. Phá giới thôi tu. Rồi bắt đầu xong, sau đó bà mới giết chó dồn như bánh bao. Để làm gì?
Đó, bắt đầu bà mới âm thầm bà hại các vị tăng để cho ăn thịt chó cho bỏ ghét, à, cho bà phạm giới. Nhưng mà cuối cùng á, vị hòa thượng đó biết đâu có ăn cái bánh bao có thịt đó, nhân thịt đó. Thì mấy hôm sau bà Thanh Đề do mà ứng dụng với cái tâm sân hận nó quá nặng, vì bà coi mấy các vị tăng đâu có gái giống gì đâu, phá hòa tâm chúng, bà phạm vào cái ngũ nghịch tội, đọa vào trong vô gián địa ngục. Trong mấy ngày sau bà là sanh một cơn bệnh bạo bệnh rồi bà chết. Thần hồn rơi vào trong đại địa ngục, đó là ngục A Tỳ, vô gián ngục. Chữ vô là không gián, là không gián đoạn. Vô gián ngục là hành phạt tội nhân ngày đêm, ngày đêm, đêm ngày ngày, không gián đoạn, một cái nháy mắt cũng không dừng lại. Bà ngồi bằng trong, đầu đậu chậu máu, phải không? Nà, thân thì cái thân ngạ quỷ, bụng thì to như trống trầu, cổ nhỏ như cây kim, miệng mở ra quá lửa. Bà đâu có ăn uống gì được. Mà khi tôn giả Một Kiền Liên tu chứng đắc sáu thần thông xuống đó mà phá địa ngục ba lần mà địa ngục vẫn quần y trở lại, không cứu được bà Thanh Đề. Cuối cùng á, Một Kiền Liên mới chạy về bạch với Phật Thích Ca. Phật Thích Ca mới chỉ dạy cho tôn giả Một Kiền Liên thiết trai cúng dường. Chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ công đức vô lượng mới chú nguyện cho bà Thanh Đề. Mới chú nguyện cho bà Thanh Đề thì ở cảnh giới địa ngục mới giảm được sự đau đớn. Bà nghe được lời chú nguyện của các chư Tăng, Đức Phật mới dùng hóa thân đi vào địa ngục mới dạy cho bà Thanh Đề cái phương pháp sám hối từ tâm. Bởi vì cái tâm bà tạo cảnh giới địa ngục đó, cảnh giới địa ngục đó là do bà Thanh Đề tạo chứ không phải chứ. Thần lực của Phật tổ phá không được luôn. Cho nên chính cái tâm của bà phải chuyển mới được, cái địa ngục mới mất. Cho nên á, mười phương chư Tăng là Bồ Tát không cầu nguyện như bà Thanh Đề để đẩy lùi nghiệp lực chứ không tan địa ngục. Ở cảnh giới địa ngục thì lúc bấy giờ Đức Phật mới dùng hóa thân đi vào độ cho bà Thanh Đề, mới dạy cho bà cái phương pháp sám hối. Cái bà thành tâm bà sám hối. Thì từ cái tâm ác độc mà muốn hại các chư Tăng đó ha, sát sanh hại vật là giết chó dùng như bánh bao đó, tạo nên cảnh giới địa ngục đó. Hôm nay từ cái tâm ác đó bà chuyển lại tâm thiện ăn năn. Ăn năn địa ngục tự nhiên mất liền. Mất liền, mà ăn năn là nhân, sám hối là nhân, mà cầu nguyện là duyên. Nhân duyên hòa hợp đúng vào ngày rằm tháng 7 bà Thanh Đề mới thành tiên về trời đó, mới có là tích Vu Lan Bồ báo hiếu đó. Các Phật tử là mỗi năm đều phải quy về các chùa của Phật giáo để báo hiếu đó. Thì có cái tích của là tôn giả Một Kiền Liên đó. Thì đồng đạo thấy là cảnh giới địa ngục đó do ai tạo? Do tâm mình tạo hết. Sân hận là do tâm tạo, thấy không? Đó, tham lam cũng do tâm tạo. Ngạ quỷ súc sinh địa ngục là do tâm sanh hết. Mà thiên đường địa ngục cũng do tâm tạo. Cho nên thầy mới nói địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Hôm nay tu mà mình còn nóng quá làm sao thành Phật được, đốt công đức hết trơn rồi. Cho nên thầy mới dạy chúng ta nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Nếu chúng ta muốn trở thành một cái con người hiền thì phải nhẫn. Bây giờ mình tu mà mình còn nóng quá mà mình nói mình hiền là hiền sao, thấy không? Ai phải tôi hiền chứ, còn thằng đó, cái thằng ăn trộm ăn cắp của tôi hoài sao tôi hiền được? Gặp môn tôi đánh nó lòng phổi chứ sao hiền, không chết bà rồi. Kiểu này là mình nói mình muốn tu thành Phật, mà có ông Phật nào thấy chúng sinh khổ mà ăn cắp ăn trộm mà ghét bỏ không, là muốn quýnh đập nó không? Không có. Đó là đức bi của Phật mình nghe kìa. Nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, thì Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Cho nên Đức Phật dùng cái cách nào để giảm tội cho Đề Bà Đạt Đa nè. Khi Đức Phật còn trụ thế thì Đề Bà Đạt Đa gặp Phật là chữ là mắng nha. Cầu Đàm, ông hãy tìm một mảnh đất nào ông dưỡng già đi, ông nhường lại tăng đoàn cho tôi. Thì Đức Phật nói, một đệ tử ta còn không giao được cho ngươi, nó huống chi là tăng đoàn. Đề Bà Đạt Đa là gặp Phật là chữ là mắng. Lúc bấy giờ đó thì Đức Phật thấy bóng dáng Đề Bà Đạt Đa làm sao đi tới, thì Phật mới lánh vô một con hẻm nhỏ. Thì lúc bây giờ tôn giả A Nan nó bạch Thế Tôn, ngài là thầy của trời người, cha lành của hết thải bốn loài chúng sinh nõn thai thấp quá, là thiên nhân sư, là đấng toàn giác, là Thế Tôn, là thầy của trời người, mà sao sợ Đề Bà Đạt Đa? Thì lúc bây giờ Phật nói, ta không có sợ ông ấy, mà ta thương ông ấy, vì ta biết Đề Bà Đạt Đa gặp ta là chữ mắng, cho nên tội nặng lắm, chữ mắng Phật tội rất là nặng. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa chẳng những vậy mà còn lăn đá núi để cho giết Phật, nhưng cuối cùng mới làm thân Phật ra máu, là phạm vào ngũ nghịch tội, làm thân Phật ra máu mới phá hòa tăng chúng, rồi bắt đầu là giết cha giết mẹ giết A La Hán, rồi làm thân Phật ra máu phá hòa tăng chúng, phỉ báng chánh pháp, là năm cái ngũ nghịch tội này là đọa vào một vô gián. Mà Đức Phật phát nguyện là không độ những người mà tạo cái tội ngũ nghịch,
cái người nào mà tạo cái tội ngũ nghịch là Phật A Di Đà phát nguyện không tiếp độ. Chúng ta đọc lại cái đời nguyện thứ 18 coi. Thấy không? Khi tôi thành Phật, trong cõi Phật khác có loài hữu tình nghe danh hiệu tôi, có các căn lành một lòng hồi hướng, nguyện sanh cực lạc nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, nguyện không thành Phật, chỉ trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, vô gián địa ngục, phỉ báng chánh pháp và chư thánh hiền thì không được sanh. Kể cả Phật A Di Đà với cái tâm lượng rộng lớn như thế mà cũng không tiếp độ được những chúng sinh đó. Thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta tạo nên cảnh giới địa ngục đó. Do đó mà khi bà Thanh Đề bà thoát cảnh giới địa ngục rồi, từ đó mới có cái lễ báo hiếu Vu Lan Đồ. Mà hôm nay chúng ta muốn trở thành một cái người hiền thì chúng ta phải nhẫn. Mà nhẫn ở đây tôi nói với đồng đạo, không phải chúng ta nhẫn là người ta chửi mắng mình, người ta nói xấu mình, người ta phá hại tài sản của mình, người ta trộm cắp của mình, hay là người ta làm những cái việc ác hại với mình năm này qua tháng kia ha. Không phải ngày bữa đâu, năm này qua tháng kia luôn. Nhất là những người, hai người ở hai bên. Mà những người đó là đặc biệt chúng ta tu chính giữa ha, là hai người hai bên này năng hiếp. Biết mình tu. Thế mà mình nói cái câu gì ra mà hơi nặng lời, nó nói đó tu đó ha, tu mà vậy đó ha, tu mà còn hung dữ. Mà nó chửi mình 10 năm nó cũng không nói nó hung dữ nữa, nhưng mà mình vừa nói một câu là nó nói ra tù rồi đó. Thấy không? Đúng rồi đó, người ta nói đúng. Người ta là người đời, người ta không có biết. Người ta là bị vô minh, người ta chưa có quy y theo đạo Phật, người ta không có biết tội. Người ta nói sao người ta nói, nhưng mà mình là người tu theo đạo Phật là mình giữ giới. Thấy không? Có ai người tu mà chửi thầy không? Có ai người tu mà trù ủa thiên hạ không? À, có ai người tu mà miệng không trù ủa thiên hạ mà trong lòng trù cho nó chết không? Thí dụ mình ghét ai đó cái đầu trong lòng ha. Mình trông mong cho nó bị gặp tai nạn mình mừng lắm. Tại vì đúng ý mình, tại hàng ngày mình không có nói lại được, mình tức nè, bắt đầu mình để trong lòng. Mình nói mình nhịn, nhưng thật sự không phải nhịn. Nhịn là gì? Nhịn là ưng chịu mọi nghịch cảnh đi đến. Ưng chịu một cách đó là gì? Một cách đó là ưng chịu một cách là vui vẻ mới gọi là nhịn. Còn mình nhịn, mình ôm trong lòng để chất chứa đó. Đến khi mà một ngày nó vượt khỏi cái sức nhẫn của mình rồi, bắt đầu nó bùng nổ. Thì cái đó không phải là nhẫn, mà gọi là cái đó là nhẫn tướng mà thôi. Phải nói nhẫn tâm nhật thường an lạc. Như vậy chữ nhẫn là ưng chịu mọi nghịch cảnh. Nhục là xấu xa hèn kém. Nhẫn nhục ghép đủ hai từ nhẫn nhục lại là chúng ta nhịn chịu được tất cả những sự xấu xa hèn kém đổ trút lên cho mình mà không sanh lòng oán hận, lại khoan dung tha thứ. Đó là bước đầu của sanh nhẫn thôi. Rồi thứ hai là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là chúng ta chẳng những nhịn chịu được tất cả mọi cái nghịch cảnh đi đến rồi, mọi cái lời cay tiếng đắng rồi, cái lời oan quất rồi, mà chúng ta còn nhịn chịu được mọi cái hoàn cảnh đưa đến như là nắng lạnh, gió mưa, đói rách, bệnh tật trong cuộc đời hành đạo của mình, mà mình có thấu chí nản lòng trên đường tu không? Thí dụ bây giờ chúng ta tu, chúng ta đang sống là giàu sang, mà một ngày nào đó nghiệp quả nó đổ tới, bắt đầu mình đi tiêu hao hết tài sản, hoặc là bệnh hoạn, một cơn bệnh cái nó đổ hết trơn tài sản hết trơn, bây giờ nó nghèo đói, mình có tinh tấn tu không? Ngặt lắm nghe. Khúc này nè, mới thử coi sức nhẫn của chúng ta coi tới đâu. Mình nói mình tu nhưng mà bây giờ tài sản hết rồi. Hàng ngày thì lúc nào cũng hiệp với đồng đạo đi pháp hội rồi đi làm từ thiện, nhưng mà mình đi làm từ thiện sao không thấy quả thiện tới? Mà cái toàn thể thấy cái tai quả tới không à? Chúng ta phải có cái trí sáng gọi là chánh kiến, thầy biết được cái nhân quả tương quan ba đời. Hôm nay chúng ta tu là nheo dân thiện, nhưng mà quả thiện chưa đến hồi kết. Vì cái nhân thiện này đến là chúng ta phải duyên đủ cho nó, đến ngày nó kết quả thì chúng ta mới hưởng. Chúng ta trồng nhân tu là nhân thiện, thấy không? Nhưng mà quả thiện chưa tới hồi kết chúng ta đâu có hưởng được. Còn hôm nay chúng ta tu mà tại sao gặp nghiệp quả này đây? Là cái nhân bất thiện trong quá khứ chúng ta gieo, ngày nay nó kết quả. Tai quả này là do cái nhân quá khứ chúng ta đã có làm. Thì hôm nay nó tới rồi chúng ta phải chấp nhận trả. Đức thầy nói quả dữ trả rồi nhân thiện đến liền, thấy không? Mà quả dữ chúng ta trả chúng ta than. Trời ơi, sao tôi làm phước hoài mà tôi không thấy phước, mà toàn thế là tai quả đó không vậy? Lớp xóm chồm nó chửi mắng, lớp đủ thứ chuyện hết trơn. À, rồi trong nhà rối rắm rồi thêm tai quả bệnh hoạn, rồi thêm đạo tặc nó tới nhà nó trộm cắp tài sản quý giá của mình nữa. Sao đây? Tu được không? Lúc đó mới là cái sức của mình coi sao đó nghe, mới là pháp nhẫn thôi chứ chưa đến đạt tới vô sanh pháp nhẫn của lục độ ba la mật của Bồ Tát nữa đó. Đồng đạo thấy kinh khủng không? Pháp nhẫn của thầy nó sâu nhiệm tới mức độ vậy, chứ không phải như mình tưởng là nhẫn là mình nhịn chịu những lời cay tiếng đắng của xóm chồm không đâu. Người ta phá hoại tài sản mình, cái mình tha thứ người ta vậy là mình nhẫn ra, cái đó là đạt tới cái mức đỉnh điểm đâu, chưa. Thấy không? Gặp những cái hoàn cảnh nó khổ nó gọi là bị nhồi quả đó, ông nhồi quả cho người hành đạo.
lúc nguy nàn thấu chí cùng chăng, nếu bền lòng dị quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ làm Phật Thánh. Bỏ làm Phật Thánh nhiều lắm nghe đồng đạo. Đoạn này nó bà bảy ô, tôi nghĩ đi pháp hội bảy ô, tôi đi làm phước không thấy phước thấy quả không mà chết luôn. Phải không? Tại vì mình không có quán nhân quả ba đời. À, cho nên thánh nhân mới dạy nè, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước hãy nhìn lại kiếp này, muốn biết quả đời sau nhìn xem nhân hiện tại. Muốn biết cái nhân đời trước là nhân chúng ta gieo đó là nhân phước hay nhân quả, nhân thiện hay nhân ác là chúng ta hãy nhìn lại kiếp này coi. Mình sống là vui nhiều hay khổ nhiều? Mình sống giàu hay nghèo? Mình sống là mình tật nguyền hay lành lặn? Mình có đủ sáu căn không? Hay là mình bị tật nguyền, đuối điếc câm ngọng? Hay là chúng ta sống mà gia đình chúng ta hạnh phúc quá, con cháu ta hiếu thảo quá mà sao con mình nó báo quá, vợ mình thì đánh bài, phải không? Còn con thì thôi tứ đủ tượng, đủ thứ chuyện. Là mình phải biết được những cái chúng sinh này là vợ con của mình nè, nó là quan gia trái chủ đầu thai lên đòi nợ mình. Bây giờ Phật nói rõ lắm, tất cả chúng sanh gặp nhau trong cõi trần này không nằm ngoài bốn cái nhân duyên lớn, đó là báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. À, có nghĩa là những người mà gặp chúng ta trong cuộc đời này, dù là chồng con dâu rể ha, thân bằng quyến thuộc hay bạn hữu đi chăng nữa, hay là người dương kẻ lạ mà làm cho chúng ta khổ não khó tu, thì người đó đầu thai lên đòi nợ báo oán. Còn người nào mà hỗ trợ mình trên đường tu, làm cho mình hạnh phúc an vui, là người đó đầu thai lên trả nợ báo ơn. Có nhiều người á, con sanh con 5-7 đứa mà cái đứa mà nó bất hiếu lại lo cho nó nhiều, bởi vì nó chủ nợ mà. Hay không, ông bà phải trả cho tôi còn nữa, điều nó không về sợ nó bị ai quýnh giết đâu, hay là bị nó gây tai họa đâu nữa, rồi nó không về mình cứ trông hoài. Còn cái đứa có hiếu chúng ta ít lo, tại vì nó đầu thai lên nó trả nợ báo ơn mình, nó lo cho mình suốt đời luôn, mà mình ít thương nó, ít lo hơn cái thằng báo. Tại thằng báo này là chủ nợ mà, nó đầu thai lên nó báo tới chết luôn mà, mình chạy đường nào. À, có nhiều người gặp ông chồng à, cái bằng ăn nhậu quậy quạng muốn chết mà đâu có ly dị được đâu, sao ly dị được, chủ nợ chưa có hết. Còn bà vợ quánh bài cờ bạc, bán hết đất vườn luôn mà cũng vẫn sợ, không dám nói một tiếng nặng nữa đó, chủ nợ mà nó đòi chết bà rồi. Người nào mà gặp phải vợ đánh bài cờ bạc ha, tới đổ tường là nước mắt trang cơm nghe quý chú. Còn cô nào mà gặp ông chồng mà ăn nhậu quậy quạng cái bằng là tứ đổ tường cờ bạc đàn điếm là kể như là cái bằng lên bờ xuống ruộng, cái cô ơi tôi nói nó khổ chết luôn đó, cho nên khổ dữ lắm. Do đó Đức Thầy mới dạy chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn để chúng ta tu đắc đạo. Nhẫn năng xử thế thì nhân hiện chúng ta nhịn chịu được hết mọi cái hoàn cảnh nghịch cảnh nó xanh quanh đưa đến rồi, hoàn cảnh trái nghịch đưa đến rồi, đi đến cái vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ nhẫn nhục là một trong sáu pháp ba la mật của chư Bồ Tát thường hành, gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn, pháp nhẫn nha, vô sanh pháp nhẫn. Đối trước dạng cảnh dạng pháp, dù chúng ta mất hết tài sản, dù chúng ta mất hết không còn gì, chỉ còn thân này thôi, chúng ta cũng không thôi với nặng lòng. Có nghĩa là nhà tu đã giác ngộ, đi đến cái đỉnh điểm cùng tổ, có nghĩa là quán các pháp vô thường, khổ không vô ngã. Các pháp là do nhân duyên sanh, thân này cũng là tứ đại sanh mà, tứ đại giả hợp mà, nó đâu có bền chắc thì cái gì là thật, phải không? Tài sản mất thì đó là do duyên số mình thôi, mình giữ mà cố giữ mà không được là đó là do nghiệp quả. Bây giờ mình cố giữ chứ không phải mình phá, nhưng mà nó phải đi theo định lực của từng quyền. Là tại vì mình đã tạo cái nhân trong quá khứ là đạo tặc của ai đó, kiếp này mình đầu thai lên phải bị họ trộm, họ bắt, họ cướp lại. Nếu mà người ngoài không vô cướp của chúng ta thì trong nhà phá đó. Tại vì mình đã gieo oan trái những người này nè đó. Cho nên mình phải chịu trả. Do đó mà vô sanh pháp nhẫn, đối trước dạng cảnh dạng pháp, hành giả biết được nè, là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và đều là vô thường vô ngã. Thân của chúng ta đã là không thật thì cái gì là thật? Không có gì là thật. Cái nhà này phải thiệt không? Vậy thì cánh cửa kia, rồi cục gạch này, thấy không, men này là do nhà máy sản xuất tạo ra, rồi nhà máy dây chuyền chạy ra, rồi cái anh mà kỹ sư đó anh phải làm ra cái chất men ánh tráng lên, phải có nhiều nhân viên hợp lại mới thành cái viên gạch đó. Rồi viên gạch này nó mới chồng viên gạch kia, rồi có anh thợ hồ, rồi có xi măng cát đá. Mình có tiền mà không có xi măng cát đá của chúng bán cho mình, nó hợp lại thành hợp nhất rồi sao thành cái nhà được. Cái cửa này nếu mà không có cái anh thợ gắp cửa, rồi cái anh mà sản xuất ra cái cánh kiến này nè, rồi mấy cái khung cửa này làm sao thành cửa, phải không? Cho nên cái nhà này viên tạo giả hợp thành cái nhà, mình gọi là cái nhà. Nhưng mà khi chúng ta phá ra hết tất cả thì chúng ta không phải cái nhà. Cái xe hơi cũng vậy nè, gắp lại mọi thứ thành xe hơi, nhưng mà thật sự nó là cái chất mũ này từ đâu? Phải kết hợp lại thành mũ rồi mới sơn lên,
rồi cái bộ máy đó mới ráp vô mới thành gọi là xe hơi, giống như cái thân của chúng ta vậy đó. Nói là đặt cái tên cho nó thân mình là Kiều đi, nhưng thật sự Kiều này thiệt không? Cánh tay này phải thiệt của mình không? Không. Cánh tay này không phải thiệt. Cái đầu này phải thiệt không? Của Kiều, cái đầu không phải Kiều không? Không. Phải có cái tay này này à, phải có cái, là thân của chúng ta là phải có chân à, có mắt, có lục căn đầy đủ mới gọi là Kiều. Cái tên giả đặt lên thân giả mà thôi, mà chúng ta cứ nghĩ là Kiều này đây nè, đừng ai đụng tới nó chết luôn, phải không? Do đó khi mà chúng ta quán được các pháp vô thường, khổ không vô ngã, là các pháp do nhân duyên sanh, là vô thường vô ngã. Vô thường là không bền chắc, mà vô ngã là không có thiệt tướng à. Cho nên á, Đức Thầy mới nói là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Do đó mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông quán biết được các pháp là do nhân duyên sanh, vô thường vô ngã. Cho nên đối trước dạng cảnh dạng pháp thì đó, chúng ta biết nó không có thật rồi. Cho nên nó sáu căn đối trước sáu trần, không còn ô nhiễm sáu trần, tự nhiên sáu thức thoát ra khỏi sáu căn đối sáu trần, không còn dính mắc. Cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông nó đã đắc được thiền. Cho nên khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông quán được các pháp là do nhân duyên sanh đó, thân ngài cũng vậy, thì khi ngài đắc thiền rồi đó, Phật Hoàng mới làm một cái bài kể thế này: ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh tâm không mặc chánh thiền. Đối cảnh mà tâm không còn vọng sanh phiền não, chúng ta mất hết tài sản chúng ta còn phiền não không? Còn phiền não là chúng ta còn chấp. Còn chấp này của ta, thân này của ta. Mất rồi phải phiền não khổ đau dữ lắm, không tu hành gì được. Nếu chúng ta không hiểu được các pháp là do nhân duyên sanh, hiểu là khác, còn học trên văn tự là khác nha. Thấu đạt được chân lý đó là khác nữa, là một nghĩa khác nữa. À, rồi đắc được cái pháp đó là một cái nghĩa khác nữa. Cho nên gọi đắc pháp đó là khác, còn chúng ta hiểu qua chân lý của thầy là qua văn tự là khác, đó mới kiến đạo thôi. Rồi chúng ta đi sâu vào một bước nữa là tu đạo. Kiến đạo rồi tu đạo, mà tu đạo hoàn mãn mới đi đến chỗ chứng đạo, phải không? Như vậy thì chúng ta mất hết tài sản thôi, mình có tu không? Ủa sao thái tử ngày xưa cung vàng địa ngọc mà ngài không cần, ngài bỏ hết, ngài đi tìm cái gì? Đi tìm chân tâm Phật tánh, đi tìm quả vị Phật đó. Còn hôm nay chúng ta ở đây bảo thủ, mất rồi là không có tu hành gì được nữa trơn á. Là chúng ta đâu có hiểu chánh pháp của Phật đâu, chúng ta đâu hiểu được pháp vô thường vô ngã của Phật. Mình nói là mình nói giỏi ha, cơ bằng cái miệng chúng ta nói lanh một cái thì ghê luôn. Chúng ta nói pháp thượng thừa không à, mà chúng ta không hiểu được cái pháp vô thường vô ngã. Phật bỏ hết cung vàng địa ngọc, vợ đẹp hầu sinh, bà vợ đẹp như tiên bỏ luôn. Ngai vua là ngồi trên ngai vàng đó, ngồi trên trăm họ đó mà bỏ hết. Cho nên làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Đối cứ trước dạng cảnh dạng pháp mà tâm chúng ta không còn vọng sanh phiền não nữa, dù chúng ta mất hết tài sản, nhưng tâm không còn vọng sanh phiền não thì lúc bây giờ chúng ta mới chứng được vô sanh pháp nhẫn. Mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới làm cái bài kệ đó: ở trần vui đạo hãy tùy duyên, thì thái tử bỏ hết đó, là ngài hiểu được là các pháp là do nhân duyên sanh, là vô thường khổ không vô ngã. Cho nên ngài biết là ái dục, dục lạc ở cõi thế trần chính là nguồn gốc của sự khổ, thấy không? Cho nên thầy mới nói là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng nam kha chốn thế trần. Thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa, diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra, lóng lánh gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ái dục giết tài qua. Tài qua cho lắm lắm nàng tay, trị lạc phong trần chốn gốc gai, nếu đã tỉnh tâm tầm lẽ thẳng, cũng nên rèn tánh gặp đàn ngay. Sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài, tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan sấm sửa rứt trần ai. Lời của thầy siêu việt vậy đó. Cho nên á, mới là nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Chúng ta hiền, thấy không? Bắt đầu chúng ta tập nha. Được rồi bấy. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, sức đức nhẫn á, cái hạnh nhẫn của chúng ta đó, có năng lực, thầy nói năng mà, có năng lực, nhẫn năng xử thế là chúng ta có cái năng lực xử sự với sớm chồng cô bác hòa hết, bởi chúng ta nhịn chịu hết mọi lời cay tiếng đắng mà,
mới là sanh nhẫn thôi là đã hòa đó, đã hòa trong xóm chồng đó. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền mới thiệt là người hiền. Đó. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền mới nhẫn giới. Nhẫn giới là nhẫn giới đó. Nhẫn để hoàn thành giới hạnh của mình, để giữ tròn giới luật của nhà tu. Nếu chúng ta nóng giận là chúng ta không giữ giới được. Như vậy nhẫn giới kỳ tâm, kỳ là trước, kỳ tâm là chúng ta nhẫn giới kỳ tâm, thận thủ tìm, cẩn thận, thấy không? Nhẫn giới là cái đức nhẫn này xuất phát từ tâm chứ không phải nhẫn bên ngoài, nhẫn từ trong tâm. Đó. Như vậy nhẫn giới kỳ tâm, thận thủ tiền, cẩn thận, giữ giới cho cẩn thận. Nếu chúng ta sân hận là chúng ta là phạm giới liền, mà phạm giới là chúng ta tu không đắc. Đó. Như vậy nhẫn giới kỳ tâm, thận thủ tiền là trước nhất, chữ tiên là trước nhất. À, trong quá trình tu, pháp nào đi chăng không cần biết, nếu chúng ta không thực hiện hạnh nhẫn là không đắc. Nhẫn giới kỳ tâm, thận thủ tiền nội mà bây giờ mình mới đầu tập ăn chay ha. Mà cảm giác nó cảm thấy ăn mặn phải không? Chịu. Bây giờ không chịu à, không cho ăn nữa nè. Tại sao nha? Bây giờ chúng ta tu rồi. Bây giờ thèm cỡ nào thèm không? Không cho ăn. Chịu, chịu đựng lại. Chúng ta phải chịu đựng lên gì? Để thắng được cái vị giác đó, có nghĩa thắng được cái sự nhiễm vị giác đó. Chúng ta từ bi quán nè, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh nè. Chúng ta mà sát hại chúng sinh để chúng ta ăn thịt chúng đó là chúng ta đã giết Phật nhân. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, giết Phật nhân thì cầu Phật quả đâu có được. Chúng ta biết, chúng ta không chịu, không ăn. Đó, từ đó chúng ta mới bước lên con đường trường chay giới sắc, không bao giờ bị ngã nữa. Từ bi quán, chứ không phải ăn chay để người ta khen mình có đạo đâu, không phải vậy. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, ăn chay để thể hiện đức hiếu sinh, ăn chay để tránh nghiệp sát, để không phải dai trả mạng ở kiếp về sau. Đó. Còn chẳng những vậy mà chúng ta ăn chay còn kiến tạo nền hòa bình cho thế giới nữa. Tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương nào có khởi đau binh, nơi nơi chốn chốn đồng tu thiện, lo gì thiên hạ chẳng thấy bình, đó là thánh nhân dạy. Như vậy nhẫn giới kỳ tâm thận thủ tiên mới nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, thấy không? Giả là hành giả là mình, nhẫn giả hương lân. Nếu mà chúng ta là cái người mà tu thật tâm rồi đó, hiền từ rồi đó em, thì trong xóm chòm cô bác, từ trong xóm chòm của chúng ta đi rộng ra khắp xã hội, nhẫn giả hương lân, hương lân những người xóm chòm gần gũi chúng ta, hoặc giả những người ở xa đi chăng nữa, không bao giờ có việc nghịch lẫn. Đi đến đâu cũng vậy. Tại vì mình không phải là mình đến pháp hội mới giả hiền, mà về nhà cái hung dữ vợ con mới vậy. Đến pháp hội cũng hiền, vô chùa cũng hiền, lên núi cũng hiền, thấy không? Rồi xuống chợ cũng hiền, rồi chúng ta về nhà cũng hiền, đi đến Thảo Phú Sưng cũng hiền, đi qua Phú Hưng cũng hiền, đi xuống Phú Hữu cũng hiền, thấy không? Đi xuống Định An, Định Yên, đi đến đâu chúng ta cũng thiệt là người hiền mới là nhẫn đó. Còn phải ở đây mình giả bộ hiền để cho sớm chồng khen mình, nhưng mình đi lại chỗ khác bắt đầu là bản tánh chúng ta thể hiện ra là cái người không hiền, là cái đó là giả hiền, không được. À, cho nên thầy nói tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Có chữ hiền của thầy đó là thánh hiền, từ cái nhân hiền, thần hiền, tiên hiền mới lên tới thánh hiền, mới Bồ Tát hiền, mới Phật hiền, thấy không? Không ai hiền hơn Phật, nhưng mà ông Phật không bao giờ nói là ta hiền nhất đâu. Phật không bao giờ nói vậy, nhưng mà Ngài là người hiền nhất thế gian đó. Còn chúng ta nói tôi hiền dữ lắm mà, nghe đồng đạo. Tu mà ông hiền là mấy cái thằng ở gần đây đâu có yên với tôi, thấy không? Mình còn thấy mình hiền nữa, hay là mình chưa hiền đâu quý chú, thiệt tình đó, thấy không? Bởi vì mình còn nói mình hiền, vậy là ai chọc tới hút cái mất hiền của mình, cái mình không hiền rồi nghe không? Cái người hiền mà không còn thấy mình hiền nữa mà thật sự người hiền đó, thấy không? Mà như vậy thì nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, hòa hết, mà chúng ta mới là tín đồ Phật giáo hoàn hảo. Đức thầy dạy cho chúng ta, đặt cho cái gì, cái pháp danh cho cái tôn giáo chúng ta là Phật giáo hoàn hảo đó. Hảo hòa là thượng thảo, hảo là tốt đẹp. Vậy mình có hòa chưa? Mình hòa ở trong, mình hòa ở xóm chòm, rồi đi xa mình có hòa với thiên hạ không? Mình có hòa với tôn giáo bạn không, hay là gặp mấy ông là thầy chùa, cái thầy chùa thấy cây sơn ngoài da có chắc trong thời mới ăn vậy được không? Không mạc ơi, hòa không, phải không? À, vậy thì đâu có hòa đâu, kính thiện với mấy ông sư nữa. Vậy là cái miệng của mình cứ bằng cái khẩu nghiệp nặng, cho nên nó nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ. Hòa ý hỷ là mình, chúng ta ưng chịu mọi nghịch cảnh đi đến, dù ai ăn hiếp, dù người ta có làm cái chuyện gì mà sái quá với mình, nó lớn bằng non đi chăng nữa thì chúng ta coi như không hà. Bởi vì chúng ta biết rõ rằng cái thân này là do tứ đại gia hợp, nó không có thiệt ngã. Cái tên này đặt trên cái thân giả mà thôi. Khi mà chúng ta nằm xuống lòng đất rồi thì còn không? Thân này còn nguyên không? Hay là nó rã chắc thịt, chắc xương nó trả về cho đất?
chất máu là chất nước, chảy về cho nước, chất lỏng là máu chảy về cho nước, rồi cái hơi thở chảy về cho gió, sức nóng trả lại cho mặt trời, tứ đại quần về cho tứ đại, đâu phải thiệt mình đâu. Mà mình chấp đó nghe, khi tứ đại giả hợp thành cái thân này là bắt đầu là đụng tới ta là không được đâu. Thấy không? Thành thử cái ngã này khó phá lắm. Nếu chúng ta không hiểu lý vô ngã của nhà Phật, Đức Thầy nó cần hiểu cái lý vô ngã cái chỗ này nè đó. Sâu nhiệm dữ lắm, Thầy nó rất là sâu. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ rồi. Hiểu cái lý vô ngã rồi, mơ mốt ai có chữ có mắng gì nữa, ai chữ mắng thì ta giả điếc mới nhận đó. Giả điếc có nghĩa là không chấp nghe, nghe nhưng mà không có chấp, không có để lòng, hỷ xả thương họ. Chứ không phải nghe để trong đây rồi mơ mốt ha, có dịp đi rồi mày biết tao. Mày chữ thầy tao được rồi, mơ mốt mày bệnh hoạn qua nhà tao xin gạo tao cho mày dữ lắm, cho mày chết luôn này con ơi. Chết luôn thấy không, cái đó là mình trả thù. Cho nên nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ. Ý hỷ, hỷ là vui, thấy không? Làm xóm chòm vui mà chúng ta đi đến đâu người ta gặp chúng ta, người ta cũng vui chứ. Kể cả người trong đạo chúng ta cũng vui, mà tôn giáo bạn gặp mình cũng vui nữa. Kêu bằng mấy ông thiền sư gặp mình kêu bằng thương hết biết nó. Trời, cái ông quá hảo đó, sao ông dễ thương thấy ghê luôn, hồn luôn ha. Cái mặt ông này hiền thấy ghê. Bởi vì là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Chúng ta nhẫn tâm đó, do cái đức nhẫn của chúng ta thành tựu đó, cho nên là hễ cái tâm của chúng ta nhẫn là đã thật sự là hiền rồi, thì nó hiện ra cái diện tướng hiền. Cái mặt của chúng ta hồi đó, gương mặt của mình đó là nó chưa có hiền nha, nhưng mà tu thời gian tu tâm đó thì lúc bắt đầu nó chuyển là cái gương mặt mình hiền, hiền hỷ vui, gọi là hỷ kiến. Còn mình nói mình tu tâm nhưng mà ai gặp mình cái gương mặt mình ta cũng là bỏ vào lái chân chè người. Sao mặt cũng quạo dữ ta, ông này không dám đụng tới đâu, cái bà này không dám chọc tới bà. Có nghe đồng đạo, tôi thấy tôi biết nghe nhưng mà tôi không dám nói, tôi sợ bá chữ, biết sao không? Cũng hai cô nhưng mà cái gương mặt cô này là cũng hai người đó là bạn thân thôi, đồng đạo chúng ta, nhưng mà tôi thấy cô này gương mặt hỷ, mình biết tại mình tu tâm mà, cái mình nói chuyện rồi. Còn cái cô này tự nhiên đi lại, cái cổ nói chuyện hai ba tiếng, cổ nhìn mình cái tôi giật mình, bây giờ nhìn cái đôi mắt là nó hung dữ trong đó, là tôi không có dám nói chuyện nhiều, tôi sợ nó chịch ý bá chữ mình á, thành thử là tôi nói mô Phật thôi, mình quay lưng mình đi chỗ khác đó. Tại vì nói chuyện với cổ cái gương mặt cũng quạo lắm, tiếng nào nó ra cũng kỳ lạ lắm, gương mặt nó quạo nghe các bạn. Mình nói mình tu tâm sao gương mặt mình nó không có hỉ, nó mới vui. Ta gặp gương mặt mình sao quạo quá vậy, là mình nói dối, là mình đâu có tu tâm đâu, phải không? Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hồi đó gương mặt chúng ta đẹp nhưng mà cái tâm nóng quá, tánh nóng quá, phải không? Nó đốt hết công đức cho nên nó hiện ra gì diện tướng dữ chứ không hiện. Hết bà rồi, cái này tu sai chánh pháp của thầy cho nên nó hiện ra cái gương mặt này. Gương mặt này sao thành Phật được ta? Mình tự mình soi gương cái mặt này sao thành Phật? Mặt không có hiền gì sao thành Phật? Ông Phật hiền vô cùng, còn cái gương mặt mình gì chết rồi, đâu phải con Phật đâu ta, nó chết luôn. Mình tự xét phải không? Cho nên thầy nói ai cũng ráng xét mình. Nếu còn tính xấu thì rinh ra ngoài, mình tự mình nhìn gương nha. Nam mô Phật, cái gương mặt mình bây giờ hiền hơn rồi ha. Có lý, được. Mà gương mặt này chết, gương mặt này dữ quá, bộ nóng quá ha. Các bạn đốt hết rồi, đốt hết công đức rồi. Cho nên quý chú thấy không? Chúng ta tu đúng chánh pháp của thầy là từ từ gương mặt chúng ta chuyển hiền, nó đẹp. Thường thường nó nói, ủa sao ông tu thời gian tôi thấy ông hiền dữ gì, cái gương mặt ông đẹp dữ gì kìa. Thấy không? Tự nhiên nó hiện ra cái diện tướng, cái người hỷ, cái gương mặt hỷ đẹp lắm. Đẹp tự nhiên, không cần thẩm mỹ đâu. Đó, cho nên là nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, mới nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Vợ chồng mà nhịn với nhau rồi không bao giờ có chuyện gầy gà, tôi nói thiệt với quý vị đó. Mình nói ông chồng tôi hung dữ nè, diễn chứ cô hiền không? Nhầm bà đó nghe, ông chồng mà ăn nhậu về, ông chồng không có tu. Về cái bắt đầu ông kiếm chuyện, ông chữ lay ray, cái bắt đầu là nói nè mày quánh tao đi, tao đố mày quánh tao, tao cho mày 1 triệu. Ông đang đóng mà. Ông giọng vô mặt, con mắt nâu, nó chạy ra làng xóm ơi, chồng tôi nó quánh tôi vậy nè. Vậy mình đâu có hiền, mình chọc ta mà, mình mướn ta 1 triệu. Có cho 1 triệu chưa? Chưa, thấy không? Như vậy thì là ông bà xưa mình dạy là y gan đó nghe, là có. Bởi vì ông bà nhà xưa dạy cái câu này cũng là câu châm ngôn cũng hay nè, thấy không đó, có nghĩa là ông bà cha mẹ, ông bà là ông bà mình dạy đó, là chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi bớt lửa, suốt đời nó không có khê. Mà ông đang nóng mà thêm lửa vô thì sao, nó khét chứ sao, ông giọng nó đen thui mắt á. Do nên mình biết ông nóng rồi thì mình phải trốn, mình phải tìm cách sao cho ông hết rượu rồi. Nãy ông quậy ha, tôi nói ông nghe nè, vậy hả là ông vậy là không được nha, ông uống rượu về rồi thì ông ngủ đi,
ông còn làm cho mấy đứa nhỏ nó sợ muốn chết, nó khóc, ông thấy không? Nhà cửa không yên ổn. Tôi đã nhịn ông rồi, mấy năm nay ông uống rượu, ông thấy có được tiến bộ gì không? Hay nhà mình là cái nhà cái bằng thế này, to nó lủng nóc tới nơi kìa, nó xét nó lủng tới nơi mà không có tiền mua lợp kìa. Có ông ăn nhậu tối ngày, mơ mốt ung thư gan nè, rồi ung thư phổi nè, ha, uống rượu ung thư gan, thuốc ung thư phổi đó. Thì mơ mốt này ông thấy ông nằm xuống rồi tiền đâu đi chữa cho ông nè. Mình chỉ nói nhẹ vậy thôi, cái ông chồng thức tỉnh, ủa sao bà vợ mình nói cũng phải hả ta, uống rượu chừng ung thư gan thiệt à. Từ từ ông bớt cái ông đi pháp hội ông giữ cái ông nghe được cái tai hại của là rượu thuốc lá, rượu bia rồi đó. Bắt đầu ông biết cái tai hại tứ đối tượng, bắt đầu ông từ ông bỏ thuốc. Thấy không, đức sư mưu nội cảm quá ngoại, do mình nhẫn nhục ông chồng mình cho nó thấy mình hiền như Quan Âm Bồ Tát tu theo, chứ bằng không nó nói thiệt với ông đó nha. Hồi đó nghe ông cưng tôi như trứng hứng như qua, bây giờ ông ha quánh đập tôi phải không? Được rồi, ngày mơ này tôi xin thầy nghỉ tu một ngày, tôi xử ông là không được. Cho nên ông chồng lỡ mà có đấm mình cái phin đó quý cô, mình cũng phải nhịn chịu, bởi vì cái nghiệp má. À, mình nghĩ như ông thương mình, đóng lưng cho mình ngủ, mình niệm Phật, ông quánh một, ông đấm một cái phin là mình niệm Phật, ông đá vô mông mình một cái là mình niệm Phật, niệm chữ Di Đà tan chứ nghiệp, từ từ ông mới tu theo mình. Chứ bằng không, nếu mình cự lại là ông bóp cổ mình chết luôn đó. Thiệt đó, nhầm ông hả, cái bằng hung dữ, tánh hung dữ, quánh vợ con bể đầu bể cổ luôn, phải vậy. Mình làm không, mình không có làm lợi mà ông đâu, không bao giờ làm lợi, phải nhịn, không nhịn là không bao giờ thu được. Ta ông chồng là ông nóng rồi, ông nắm rồi thì còn mình đổ dầu vô nữa thì nó cháy nhà luôn chứ sao vậy. Nó cho nên mình phải nhịn thôi, chứ bằng không nếu mà ông quánh mình nâu con mắt rồi bắt đầu mình kiếm cây mình phan lại là coi chừng ổng vô ông kiếm cua liêm nó cắt cổ mình là coi chừng mình chết cái nhà, cho mày giỡn đâu, tai hại lắm đó, cái sân hận đó đó. Cho nên á, nguyên nhân mà đồng đạo chúng ta thấy những cái trang mạng mà nó lên đài truyền thông đó, nguyên nhân mà sao vợ chồng có ấu đả với nhau cũng gây thương tích, tại vì hai người này là xung trận với nhau, không ai nhịn ai chứ mới có chuyện đó. Chứ nếu mà nhịn rồi không có chuyện tới mức độ đó đâu, thấy không? Thấy ổng ăn nhậu về rồi, thấy ổng là biết con chồng nó nóng giận rồi, mình trốn là thượng sách. Như vậy thì cái cô này ở bên Tân Hiệp cổ nói vậy nè, cổ nói là cổ tu mà làm tròn bổn phận làm vợ nè, làm tròn bổn phận làm mẹ nè, làm tròn bổn phận làm dâu nè. Cổ lo hết mọi việc gia đình rồi, trong ngoài nội trợ cổ lo hết rồi, cổ mới đi đến pháp hội để nghe pháp. Thì về nhà cái ổng ăn nhậu, cái ổng rượt ổng chém, ổng chém cô, cái bắt đầu cô chung sàn niệm Phật, cái ổng chém đứt cái thanh giường này nè, chém đứt thanh giường, cái bà dưới giường á, bà niệm Phật, có Nam Mô Phật, bà gung bay bẫy gì đó. Bà nói cái đầu sau khi ổng hết rượu thì ổng nhìn cô, uống rượu vô là vậy đó. Cái cô nói, cô lại chân dung thầy, nói thầy ơi, con không biết con với chồng con quan nghiệp gì mà sao mà con con hiền từ vậy, mà con tu cả chục năm nay mà sao chồng con nó ngược, nó quánh đập rồi nó lấy phản, nó chém đứt cái thanh giường phải con, mà chúng con cái con chết rồi, không biết cái quan nghiệp gì thầy cho con biết để con thấy con tủi thân quá. Cái tối lại cái cổ nằm chim bao, cái cổ thấy kiếp trước của cổ là tiểu thơ đi với một người hầu đi dạo cảnh xem qua ngắm cảnh, cái tới một cái ngọn núi nọ, cái có con gắn mảng xà ở trong thọ đầu ra, cái cổ lại cổ thấy nó tu, cái cổ mới vuốt ở đầu nói gắn tu đi, nữa mày đầu thai làm người đằng tao, mày làm chồng làm vợ. Cái bắt đầu nói tới đó con giật mình thức dậy, cái nó chết rồi, vậy là thằng chồng mình gắn mảng xà chết rồi, coi chừng nó giết mình chết, cho nên mình phải là nhịn nó mới được. Chim bao thôi bắt đầu giật mình, giái thầy xong rồi cổ thấy nha, cổ bên Tân Hiệp á là gần kinh chính nè, cái bắt đầu cái cổ nói cái bữa đó cái cổ nhịn cái một hai năm sau, cái bữa đó ăn cơm cái nó anh Tư ơi, vợ chồng mình lớn tuổi hết trơn, thôi anh tu đi. Cái em nói tu, bắt đầu ổng tu theo bà ba tháng. Cái thấy ông chồng hiền khô, cái cô mừng, cô nói công nhận Phật pháp quyền diệu thiệt, mong niệm thiệt. Cái bữa đó cái chân dung cái hình A Di Đà bằng giấy treo đây nè, treo kế chỗ Tâm Bảo á. Hồi đó là lúc đó mà chưa có theo Phật giáo Hòa Hảo thì có cái Phật bằng hình bằng giấy. Thầy dạy chúng ta hình tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi, thấy không? Như vậy thì cổ mới không nói với ông, mới là cô mới đem cái là hình Phật A Di Đà đốt. Cái sáng ra tức là 3 tháng một ngày, cái ngày thứ là 91 đó, ổng đi ra ông cúng. Ông nhìn thấy ông Phật A Di Đà mất tiêu rồi. Ông hỏi ê, ông Phật đâu rồi? Hỏi bà vợ vậy đó. Cái bà nói đem đi đốt rồi. Cái ông lột cái áo chàng già ra. Ông nói thôi, tao nghỉ tu rồi, đạo gì mà đem Phật đi đốt. Bắt đầu quay lại quýnh mới nữa. Quánh rồi nữa, cái quay là cái cổ giái nguyện, cái đầu mấy tháng sau cái ông tu, tới giờ ông hiền hơn bà luôn. Ông chồng, ông cái ông mà quánh bà vợ mà chém đứt thanh giường đó là ông tu hiền hơn bà luôn.
đi làm từ thiện không ai làm hơn, mà hiền không ai hiền hơn ông. Vậy á, bởi vì là cổ nói công nhận là đức sung ư nội cảm quá ở ngoại, cho nên cô đã đạt được cái sự thành công như mong đợi, đó là theo lời thầy nhẫn nhịn, phải không? Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, thấy không? Chứ vậy cái đó, chứ bạn không nhịn làm sao mà yên nhà yên cửa, nó không thể nào được đâu. Cho nên nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên mới nhẫn tâm, nhật nhật là ngày ngày, nhật nhật là ngày ngày. Thường an lạc là chúng ta trở về với tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Nhật nhật thường an lạc là cảnh giới tự tánh của Niết Bàn. Đã an lạc rồi thì con hỏi quý cô quý chú, chúng ta còn phiền não không? Không, phải không? Đã an lạc rồi thì đâu còn phiền não, phải không? Lạc là vui. Nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc mới nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền. Năm năm đó, năm 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 này qua tháng kia, nhẫn ngày này qua tháng kia vậy đó, thì nó an lạc đến nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, đắc được thành quả nhẫn rồi. À, nhẫn đức bắt đầu thành tựu được đức nhẫn. Nhẫn đức mới bình an tiêu vạn sự, rồi nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên. Lần đó con giảng tới cái pháp nhẫn. Tới đoạn này cái đồng đạo đó ở ngoài bên xã Nam Nam Thái á, mới vừa giảng tới đây cái chú đứng lên chú hỏi liền. Tôi hỏi cô giáo lý viên với đức thầy, nó nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên là nghĩa gì? Cũng may nhờ là con giảng giáo lý thầy thì con nghiên cứu từ câu từ chữ mình mới giảng được, không hiểu nghĩa sao giảng được. Cho nên á, thầy mới nói là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chứ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Thì bắt đầu con mới trả lời chú, thưa đồng đạo nó nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên là nghĩa gì? À, nhẫn thành là cái người này đã đắc thành được quả nhẫn, đã thành tựu được đức nhẫn và chứng thành được quả nhẫn, có nghĩa là thành tựu được đức nhẫn á. Thì nhẫn thành phú quý, chữ phú là giàu sang, phú quý là phú quý, là giàu sang, mà giàu sang không phải là về tiền của, mà giàu sang về công đức, giàu sang về phước đức. Vì vậy chúng ta đã đắc thành quả nhẫn thì công đức mới viên mãn, phải không? Còn nếu nóng giận thì đốt hết công đức tu đâu đó. Cho nên nhẫn thành phú quý là phú quý đó, vĩnh là vĩnh viễn, à, vĩnh miên miên, miên miên có nghĩa là miên trường vĩnh cửu, miên miên là mãi mãi, người đó không còn đi trong sanh tử được nữa, không còn đi trong sanh tử, đắc thành quả nhẫn rồi thì người này vượt dòng sanh tử ra khỏi tam giới đắc đạo. Cho nên nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên là người này viên mãn công đức và thành tựu được đức nhẫn, đắc thành quả nhẫn thì ra khỏi sanh tử, vượt dòng tam giới đắc đạo. Cho nên đức thầy nói nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên. Cái con mới hỏi tôi trả lời vậy đồng đạo thấy sao, có thắc mắc gì không? Cái chú nói được, ok lớp được lắm. Ồ vậy chứ sao, thì mình hiểu được một phần trăm, một phần ngàn của lời của ông Phật nói là nó ok rồi. Mình hiểu cạn hay hiểu sâu như thế nào không cần biết, nhưng bắt buộc chúng ta phải có cách hiểu đúng mới được, phải không? Nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên, chứ còn hỏi quý chú đắc thành được quả nhẫn rồi là công đức viên mãn không? Mà công đức viên mãn rồi đắc đạo không? Đắc đạo hết trơn à. Cho nên đức thầy dạy chúng ta là trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải nhẫn, thấy không? À, nhẫn ở đây không phải chịu lời cay tiếng đắng không, hoàn cảnh nghịch cảnh đi đến không, mà còn cho chúng ta còn phải nhịn chịu những sự cám dỗ của cuộc đời nữa kìa. Cám dỗ của sắc dục nè, chúng ta còn chịu được không? Chúng ta không chịu được sự cám dỗ của sắc dục là chúng ta tu không đắc, phải không? Sắc đẹp đến cám dỗ chúng ta có mê không? Nhẫn chịu, phải không? Bây giờ đức nhẫn đắc thành được quả nhẫn rồi, quán các pháp vô thường rồi. Cái người phụ nữ đó có đẹp thiệt không? Có đẹp thiệt. Ngoài cái lớp da trắng trẻo, trong đó có lớp thịt, lớp gân, lớp xương, lớp tủy đó. Như vậy thì ngoài cái lớp da trắng trẻo đó, lột ra coi đâu có ai đẹp đâu. Người đẹp kẻ xấu gì chỉ ngoài làn da thôi, nhưng mà lột ra coi trong đó là chứa đầy chất bất tịnh, ô trược, hôi tanh. Mà đức thầy nói thân hôi tanh, mũi ruồi đón rước, thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi, đâu lúc nào toàn vẹn yên vui là kiếp trượt ta sinh kẻ trước. Quán thân cái bất tịnh như vậy chúng ta đâu có thấy mê nhiễm, thấy không? Như vậy thì khi là chúng ta nhẫn chịu được cái sự cám dỗ của tiền tài không? Có nhiều người tu nhưng mà chịu không nổi sự cám dỗ của tiền tài. Người ta cho 100 triệu là chịu là hậu không lấy nha. Tu mà, nhưng mà cho 1-2 tỷ rồi nghĩ lại liền. Còn sức nhẫn mình chịu nổi không? Nó cám dỗ tiền tài mà, phải không? À, bởi vì tham ít thì nó mang tiếng, mà tham nhiều cho nó đáng lận đó. Con thường thường nói nó phải không? Ôi, lòng tham của chúng ta có mức độ, con chịu đựng có mức độ, nhưng đắc thành quả nhẫn rồi là không có tham nữa. Kể cả cung vàng địa ngọc thái tử còn bỏ nữa mà, thì làm gì có tham có vấn đề một năm 10 tỷ bạc, 100-200 tỷ, ngôi vua mà ngài còn không cần nữa mà. Hiểu được lý vô ngã rồi, đắc thành được quả nhẫn rồi thì đâu có còn cảm thấy sáu căn đâu là còn ô nhiễm sáu trần nữa đâu mà bị nó cám dỗ. Vì sáu căn chúng ta còn duyên nhiễm sáu trần, chúng ta chưa đắc thành quả nhẫn mới bị cám dỗ mà thôi. Cho nên á, tiền tài nó cám dỗ mình vượt qua,
cửa danh nè, hen, vượt qua được nè, cửa lợi tiền tài này vượt luôn, cửa tình vượt luôn, ba cửa này chúng ta đắc quả, thấy không? Cho nên trong giai đoạn này Đức Thầy dạy chúng ta ha, là phải là cực kỳ khó nha. Tính nữ thiện nam dình mối đạo, giàu cho lăn lóc ráng kiên trinh. Lăn không á, là đi không nổi thì bò, mà bò không nổi thì lăn lóc, đến khi đến về tới cõi Phật mới thôi. Tính nữ thiện nam dình mối đạo, giàu cho lăn lóc ráng kiên trinh mà chịu đút nàng tay. Dẫu có gian nan dạ chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa chì thao, lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc hay. Thiên địa tuần quần gom một mối, phàm trần vẹn kiếp kiếm bồng lai. Đó là đúng. Thì thời gian bao nhiêu rồi? 50 phút hả? 10 phút đi. Như vậy thì mình kể chuyện theo bảy ha. Kể chuyện thì lúc Đức Thầy mà bị người Pháp lưu cư Bạc Liêu đó, thì lúc bây giờ đó cái câu chuyện mà quý chú còn nhớ cái câu chuyện gì? Ông Nguyễn Tấn Bảy phải không? Ông Nguyễn Tấn Bảy là ông thầy thuốc bắt mạch trong tổ thầy thuốc đó, câu chuyện đó. Ông Nguyễn Tấn Bảy là hội trưởng Bạc Liêu. Thì lúc bây giờ ở ngoài ông hiền lắm, có nghĩa là nhịn hết tất cả mọi người, nhưng về nhà cái ông gia trưởng hung dữ vợ con nghe. Cho nên khi đó lúc bây giờ thân thầy là có bệnh, lúc bây giờ cái bắt mạch vô, vừa bắt mạch vô cái bắt đầu thầy nó nóng, cái ông giật con tay ra, cái ông mới hiểu lầm tưởng tao là nóng, cái bắt đầu thầy nói nóng nóng, cái ông tưởng tao là thầy nóng trong mình, cái ông bắt mạch lần nữa thầy nói nóng quá, cái ông tưởng là ngón tay ông nóng, cái bắt mạch lần nữa cái thầy nói nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá, cái ông hiểu liền. Bạch thầy, có phải thầy nói đường tu con còn nóng phải không thầy? Thầy nói phải rồi đó ông Bảy à. Tôi nói cho ông biết nghe, ông Nguyễn Tấn Bảy chưa kịp nói với thầy để thầy nói trước rồi. Thầy nói nè, tôi nói cho ông biết nghe, nhịn người ngoài thì dễ mà nhịn người trong nhà khó lắm ông Bảy à. À, ông Bảy chuẩn bị hỏi thầy thì thầy nói ông biết tại sao ông Bảy hả? À, tại sao? Tại vì á là ông nhịn người ngoài dễ đó mà nhịn trong nhà khó, là ông biết tại sao không? Tại vì cái ngã đó, ông thấy ông làm chồng làm cha trước ông lớn quá, cho nên mỗi lần vợ con mà trái ý nghịch lòng ông đâu có chịu nổi. Rồi ông Nguyễn Tấn Bảy mới thỉnh ý thầy, thỉnh pháp, thỉnh ý thầy làm sao mà nhẫn với vợ con ông mới đắc đạo được. Thì thầy nói đó, mỗi lần mà chuyện trái ý nghịch lòng đến đó thì ông cuốn cái lưỡi lên, không cho buông cái lưỡi xuống nha, bắt đầu nó chửi dữ lắm, đôn dữ lắm, cuốn cái lưỡi lên rồi niệm Phật, cuốn lưỡi lên, đó là phương pháp hành thiền, hành thiền đó, rồi bắt đầu niệm Phật hết, không còn nóng nãy nữa. Lúc bây giờ Nguyễn Tấn Bảy về theo nghe theo lời thầy là mỗi lần vợ con làm trái ý nghịch lòng cái ông cuốn lửa lên niệm Phật, đâu còn nóng nữa. Lúc bây giờ ông thành công trong cái quá trình mà tu tập đó. Lúc bây giờ đó thì ông mới dạy cho tất cả tín đồ đều trì hành y như vậy mà đạt được kết quả. Thì đây là một câu chuyện, đó là câu chuyện là Đức Thầy lúc mà lưu cư Bạc Liêu. Rồi câu chuyện tiếp theo đó là ông Nguyễn Văn Phẩm, người quê Cao Lãnh, nay thuộc Kiến Phong. Thì khi Đức Thầy còn ở Tổ Đình đó, một lần nọ Đức Tôn Sư chúng ta dẫn tín đồ đi giếng núi Thiên Cấm Sơn. Thì đêm đó đó ông Nguyễn Văn Phẩm nói Đức Thầy thuyết rất nhiều bài pháp chư quý đồng đạo mình, nhưng mà ông không nhớ hết, duy chỉ có một câu mà Đức Thầy dặn đi dặn lại trong suốt cuộc đời tu ông không bao giờ quên. Đức Thầy dặn đó, các ông tu hành phải diệt trừ cho được cái tâm nóng giận mới mong kết quả, phải không? Cho nên á, đồng đạo mới hỏi cô Phương Kiều, tại sao chúng tôi tu mấy chục năm mà không có phát huệ? Cái con vừa nói nửa đùa nửa thật đó, nó tại vì đồng đạo chúng ta phát quả hoài à, cho nên huệ không có phát được. Cho nên Đức Thầy nói nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Vậy đó, nó đắc. Còn mình phát quả nó nóng, làm sao phát huệ được? Mình phát quả hoài hả, nó quả nó nóng quá, thấy không? Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là phải nhẫn. Chúng ta phải nhẫn. À, chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn đứa giữa chi, phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Đó là cái quạt ba tiêu đó, quạt tắc hòn quả diệm sơn để chúng ta tu đắc đạo đó, gồm có từ bi, nhẫn nhục và khoan dung. Bây giờ khoan dung, người ta làm lỗi với mình khoan dung tha thứ. Khoan dung tha thứ không để lòng mà chúng ta còn thương xót họ nữa, và đồng thời chúng ta biết được chúng sinh nó mê, không có giác ngộ, còn mình là người tu dần dần giác ngộ. Vì những người đó không có biết tội, cho nên họ mới làm quấy với mình, thấy không? Mình phải thương họ nhiều hơn. Rồi khoan dung, nguyên nhân mà chúng ta nóng là do chúng ta không khoan dung. Chúng ta chấp, chấp pháp, chấp ngã, chấp mình tu mà sao mình không có kiếm chuyện với ai, mà sao họ kiếm chuyện mình quay. Bây giờ họ mê mà,
mà phải có, mình phải cảm ơn người ta chọc mình mới biết mình hiền chứ. Thí dụ như mình tu không ai động chạm tới mình trơn, cái mình tưởng mình gần thành Phật rồi, nhưng mà một ngày nào đó người ta chọc tới cái điểm yếu của mình, cái Nam Mô Phật sao nó nóng dữ vậy, phải cảm ơn cái người chọc mình phải không? Bởi vậy người ta chọc mình chừng nào tới nó suy nghĩ nè, ủa sao mình giận ta, mình phải cảm ơn cái người đó. Không có người đó cái mình tưởng mình hiền dữ lắm rồi, thấy không? Mình đi giảng đạo là đông tây nam bắc ai cũng khen mình giảng giỏi, nhưng mà tới chừng người ta chọc ngay chỗ này cái đầu mình, ủa sao mình nóng dữ vậy? Phải cảm ơn cái người chọc mình, thấy không? Cho nên quý cô nói nè, cô Phương Kiều, nhiều người mà thấy ghét quá cái mặt, thấy ghét quá tu gán niệm Phật thương mà thương được. Tôi nói thầy biểu mình ha, phải thương cho được cái người có cái gương mặt khó thương nhất trên đời mới tu được, phải không? Mình ghét mình nhau nóng sao tu, rồi mình phải đừng bao giờ ghét những người có cái gương mặt thật đáng ghét nhất ở trên đời mới tu được, phải không? À, mình còn thương ghét gì mà sao tu được, nó khó thương quá. Đạo bên kia nó thương dữ. Đã mấy mấy cô nói gì đó, tôi gán niệm Phật thương mà thương không được. Cái mặt nó cà chớn nó đi tới đám dỗ nó cà nghinh thấy cái mặt thấy ứa ghen, nhưng mà mình không thương nó làm sao mình tu thành Phật? Bây giờ không có Phật nào mà ghét chúng sinh hết trơn á. Bây giờ đọc lại cái bài tình yêu của thầy coi, coi thầy có ghét ai không? Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp. Tình ta trong khó yêu, ta đã đa mang một khối tình, dường như thể hải dưới sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Có ghét ai đâu, mình muốn thành Phật mình còn ghét thương làm sao thành Phật được. Cho nên phải ghét làm sao thương cho được những người có gương mặt khó thương nhất trên đời của tu. Và đừng bao giờ ghét những người có gương mặt thật đáng ghét, nó cà chớn gì kệ nó đi, cái mặt nhát khắc gì kệ nó, kính chuyện với mình kệ nó, mình gắng thương. Thương chừng nào mình thiệt lòng thương lúc chúng ta thành Phật. Không ghét là đã hên rồi. Như vậy thì khoan dung này, tại chúng ta không có đức khoan dung cho nên chúng ta mới sân đó quý vị. Mà khoan dung rồi là mình không có sân nữa, nó không lắm đâu. Rồi nhẫn nhục như tôi trình bày quý vị nãy rồi đó. Nhẫn nhục là chúng ta ưng chịu mọi nghịch cảnh đi đến, thấy không? Ưng chịu một cách là an lạc, tự tại, chứ không phải là chúng ta chất chứa. Ví dụ là ai chửi mắng thì ta giả điếc nghe mà không chấp đó, mới gọi là nhẫn. Còn nghe mà chấp trong lòng nín thinh không nói lại đó, nghe cái đó không phải nhẫn đâu nghe. Ôm chịu đựng một ngày nào nó bùng nổ giống như lựu đạn mà gầy mà nó rút nhíp mà nó ý gì nó lựu đạn ngầm đó nha. Một ngày nào nó để dưới đó giống như bom của Mỹ mà còn sót lại trong đất Việt Nam đó. Mà ai mà phát vườn trúng phải cái quả bom mà mấy mươi năm nó không nổ đó, nó phát nổ một cái là bỏ mạng luôn. Cho nên á, nhẫn là gì? Nhẫn là xả ra, có nghĩa là không có chấp mới là nhẫn nha quý cô. Không chấp mới là nhẫn nghe. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán. Việc khung ác hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền sự quán thù. Đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Người ta ác với mình một, mình đối tốt hai, người ta ác với mình năm, mình đối tốt mười. Đức sung ư nội cảm quá ngoại, nó tu theo mình luôn, vậy mới thành Phật được. Chứ bằng mày ăn trộm của tao, được rồi, bữa nào tao bắt dính mày tao quánh cho mày làm phổi. Lỡ mà quánh nó rồi một cái nó mang bệnh, mình phải đi nuôi nó, thấy không? Đâu có được. Đó là mình không có từ bi. Cho nên từ bi là gì? Từ là thương, bi là xót, phải không? Từ là bi, thương là xót. Từ nhân năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, nghĩa là mang đến niềm vui và nhổ tận gốc cái khổ của chúng sanh, thấy không? Từ bi, bây giờ chúng ta đọc lại cái đức bi của Phật coi. Đức từ coi, đức từ Phật đối chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, thì Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Câu mà thương xót không cùng của thầy mới là siêu việt nè. Thương xót không cùng tận luôn. Nó hại mình nhưng mà mai này nó bị tai nạn bệnh hoạn, chúng ta giúp bằng cả tấm lòng từ bi đó mới là thành Phật. Cái đó là chúng ta thành Phật ngay đó luôn, khỏi cần đi đâu chứ, thấy không? Cho nên thầy nói tâm từ bi sấm thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện, là tối thiện là thành Phật nè, là tối thiện. Chỉ cần chúng ta tu đúng một chữ thiện của thầy thôi, quyển năm là khuyến thiện đó. Đức thầy đề chữ thiện ở trên, chúng ta thấy chữ thiện có bốn nghĩa, đó là tối tôn nè, rồi là tối thiện nè, tối thắng và tối diệu. Tất cả các cái hạnh tu quý vị đi trên cái con đường thiện hạnh của Phật mới thành Phật được. Chúng ta đi trên con đường thiện hạnh thì mới đắc thành đạo quả vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác trong tương lai, gọi là tối tôn ha. Rồi trong các cái hạnh tu chúng ta không có hạnh nào qua đức từ bi hết, là tối thiện, phải không? Và đồng thời á, tối thắng là gì? Vượt trội hơn hết.
Có nghĩa là tánh thiện này vượt trội hơn hết. Và đồng thời đó, trong các cái vật báo trong cõi thế gian, không một vật báo nào có thể vượt qua được chánh pháp của Phật. Pháp thí thắng mọi thí, pháp dị thắng mọi dị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt hết khổ đau nên gọi là tối thắng. Cho nên gọi là pháp bảo. Ngoài Phật bảo là pháp bảo quý nhất, không có gì quý hơn. Rồi rồi bắt đầu tới tối diệu. Giáo pháp của nhà Phật có công năng chuyển hóa thải vô minh thành ra giác ngộ, sanh tử ra niết bàn, chuyển hóa những con người sân si như mình đây nè, trở thành là Phật thánh đó nghe. Hiền lành là vô cùng tận luôn, thấy không? Hỷ xả vô cùng tận luôn, từ bi vô cùng tận luôn, có phải là diệu không? Chứ hầu đó nếu mà không có diệu pháp của Phật mà chúng ta uống vào mà chuyển hóa ra nghe, mình dễ gì hiền được gì quý của bác, hay không? Mình dễ gì đem tiền bố thí cho thiên hạ, mình dễ gì họ làm lỗi với mình tha. Rồi mai mốt họ mà là gặp tai nạn bệnh hoạn chúng ta qua giúp đâu, không có đâu. Phải, có phải là diệu không? Tối diệu, tối diệu. Uống thuốc của Phật vào là hết tham nè, hết sân nè, hết si nè. Cho nên cuối cùng để kết thúc lại đại giảng hôm nay đó, Đức Thầy dạy chúng ta đó: muốn tu tỉnh Nai Đà, gặp cuộc Đức Di Đà, truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ, mà bệnh khổ không còn, phải không? Mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ mà bệnh khổ không còn. Bệnh khổ không còn thì tử khổ không còn, mà tử khổ không còn ấy là giải thoát. Kết thúc này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì trao đổi với quý vị hôm nay mệnh đề đến đây là bắt nhẫn của thầy. Thì đồng đạo chúng ta có ý kiến gì hay là có thắc mắc gì trong cái quá trình mà tôi trao đổi với quý đồng đạo?